Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 3 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 22 bảng chia 8. Bài số 1 tính nhẩm 24 mà ta chia cho 8 là bằng là 3, 3 x 8 là 24. 16 mà ta chia 8 là bằng là 2. 32 chia 8 là bằng là 4. Nếu như chưa rành thì chúng ta sẽ nhân ngược cái bảng tiểu trương 8 lên. Ví dụ như 8 nhân cho bao nhiêu là bằng 32. 8 x 4 là bằng 32, thì con số 4 là kết quả của phép chia này. Tương tự 8 x 7 là bằng là 56, như vậy là số 7 là kết quả của phép chia là 56 là chia 8. 8 chia 8 bằng 1, 72 chia 8 là bằng là 9. 40 mà chia 8 là bằng là 5. 64 mà chia 8 là bằng là 8. 48 mà chia cho 8 là bằng là 6. Chúng ta qua bài số 2. 8 x 4 là bằng 32. 32 chia 8 là bằng 4. 32 chia 4 là bằng là 8. 8 x 7 là 56. 56 mà chia 8 là bằng là 7. 56 chia 7 là bằng là 8. 8 x 6 là bằng là 48. 48 chia 8 bằng 6. 48 chia 6 là bằng là 8. Chúng ta qua tiếp theo bài số 3. Số đã cho là 16, 64, 72 và 80. Giảm số đã cho đi 8 lần. Có nghĩa là giảm đi 8 lần, có chữ lần là chia nha. Nè. Ta lấy 16 thì chia 8 là bằng 2. 64 thì chia 8 là bằng là 8. 72 chia 8 là bằng là 9. 80 chia 8 là bằng là 10. Chúng ta qua bài số 4. Quan sát canh viết phép chia thích hợp. Ở trong này thì chúng ta sẽ có cái rổ này thì có là 24 trái xoài. Và chúng ta sẽ chia làm 3 ba cái đĩa. Thì chúng ta sẽ được là bao nhiêu, mỗi cái đĩa là bao nhiêu trái xoài đây. Như vậy là 24 này ta chia cho 3 đĩa, mỗi đĩa là chúng ta sẽ được là 8 trái xoài. Được, đến thử xem. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 trái. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Để lau các cửa kính của một tòa nhà, người ta phải làm trong 40 giờ mới xong. Nếu thay bằng một robot lau cửa kính thì thời gian giảm đi là 8 lần. Hỏi robot hoàn thành việc lau kính trong bao nhiêu giờ? À, như vậy là nếu như là người ta dùng là 40 giờ mới xong. Nếu thay bằng robot lau cửa kính thì trong thời giảm đi là 8 lần. 8 lần thì chúng ta sẽ được là 5. Như vậy là có nghĩa là trong cái này nè, trong cái lau cái cửa kính này nè, nếu mà dùng người á, dùng sức người á thì là làm 40 giờ. Sức người là làm là 40 giờ mới xong. Nhưng mà robot á làm nhanh hơn. Nếu như mình không làm, mình thay bởi robot này nè, là thì giảm đi là 8 lần luôn. Như vậy là robot là làm là trong thời gian chỉ có 5 giờ thôi, 5 giờ. À, còn là người làm là tới 40 giờ. Đó. Rồi bài giải thì chúng ta sẽ dựa vào câu hỏi này. Số giờ robot hoàn thành công việc là số giờ robot hoàn thành công việc là như vậy. Chúng ta sẽ lấy là 40 ta chia cho 8 bằng là 5 giờ đồng hồ là xong. Được, 5 giờ. Đáp số 5 giờ. Chúng ta qua tiếp theo câu B. Kể một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong bảng chia 8. Bảng chia 8 ví dụ như là 8 ta chia cho 2 là bằng là 4 đi. Ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng cái này đi. Được không? Rồi chúng ta thầy sẽ cho là mẹ mua về
8 bông hoa. À. Mẹ cắm vào 2 lọ. Được. Hỏi. Mỗi lọ có mấy bông hoa? Hoặc có thể là mẹ mua về 8 cái kẹo mà chia cho hai anh em được, chia cho hai anh em thì mỗi anh em được bao nhiêu cái kẹo. Đó. Nói chung là tùy nhiều cách để chúng ta lấy ví dụ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi bài kiểm tra này, dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.